Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của shop Lan Hương và shop Tuấn Hương nhá, chuyên về xi chính hãng ạ. Mọi người ơi, hôm nay thì em sẽ tiếp tục lên báo giá cho mọi người một lô giày thể thao hàng hiệu mới nhá. Hôm nay sẽ có cả kính mũ, rồi là ví cầm tay mọi người nhá. Hôm nay sẽ có rất nhiều mẫu mới ạ, mẫu mới luôn mọi người nhá. Không còn là mẫu cũ nữa, mẫu cũ thì em lên video bán hết rồi ạ. Đến với cả một đôi đầu tiên của thương hiệu Gucci nhá. Hôm trước thì em có lên một đôi, đấy là size 40 thì bán hết rồi nhá mọi người nhá. Bây giờ đôi này là size 42. Vừa mới về thêm, săn được một đôi duy nhất. Mọi người nhá, anh nào em phải lên ở đầu like, bởi vì là cứ lên đầu like là khách người ta sẽ nhìn thấy đầu tiên mọi người nhá. Và hôm trước em cũng lên đầu like cái vừa mở mắt cái thì có khách chốt luôn. Đến một đôi đến từ thương hiệu Gucci S mọi người nhá. Đôi này thì giá bán trên thị trường hiện tại đang bán với giá là, để em check luôn cho mọi người xem, mở web cho mọi người xem. Đôi này đang bán với giá là tầm 26 27 triệu gì đấy một đôi mọi người nhá. 26 27 triệu một đôi này. Đây để em chụp xong em check web luôn cho mọi người. Đây. Đây. Một cái web bình thường thôi nhá, nó đang bán với giá là 22 triệu. Web này không phải trang web nước ngoài nhá. Nói chung là đôi này nó sẽ dao động bằng cái đôi mà Gucci xanh một lần em hay lên ấy, tầm khoảng 25 26 triệu gì đấy một đôi này. Đây, đôi này một cái web bình thường thôi, không phải là web nước ngoài nhá. Và đôi này thì đang bán với giá là 22 triệu một đôi này mọi người nhá. 22 triệu. Và hiệu này thì đến từ Ý nhá mọi người nhá. Gucci S, nó có biểu tượng của hình con ong. Đấy, S là ong mọi người nhá. Nhưng mà con này thì nó không in cái hình con ong ở đây. Bình thường là sẽ có những cái mẫu phiên bản khác nó sẽ có hình con ong. Đấy. Nhưng mà đây thì nó có chữ S đây rồi nhá mọi người nhá. Đôi này thì dáng thể thao, thanh mảnh. Anh nào hay mặc quần bò chắc chắn là không nên bỏ lỡ đôi này đâu nha mọi người ơi. Đôi này đế này, nó hơi mò một xíu ở đây thôi. Hàng si và thành ra là nó cũng đế người ta đi rồi ấy, nhưng mà đi ít thành ra là nó cũng bị mòn một ít ở đây mọi người nhìn thấy không ạ? Đây, với cả một ít ở đây. Made in Italy nhá. Made in Italy ạ. Đây, xung quanh em quay cho mọi người gần. Hàng này thì là độ mới khá cao, trên 90%. Nhưng mà trước khi về mà để mà lên like cho mọi người ấy, là em đã lại đánh xử lý sạch sẽ cho mọi người rồi nhá. Nói chung là nét lèn lẹt mọi người. Em nói thật mọi người, đôi này chỉ thiếu một cái hộp thôi, chả thiếu cái gì cả. Rất là đẹp luôn nhá mọi người. Đôi này size 42, anh nào chân đi 24, chân đi size 42 lợi cực kỳ luôn. Đây, Gucci Made in Italy ở bên trong vẫn còn dập chứ Gucci Made in Italy nhá. Và giày hiệu so với cả những cái khác nó khác nhau, đấy là bởi vì giày Quảng Châu, giày fake ấy, nó sẽ không bao giờ có thông số của giày mọi người nhá. Nhưng mà giày chính hãng thì mọi người chỉ cần nhấc cái lót lên đấy, nó sẽ có thông số của giày nằm ở phần lót. Đây em đang nhấc lót cho mọi người xem, chờ một tí nhá. Mọi người mua hàng nhà em thì quá yên tâm. Khách nhà em mua quá nhiều rồi. Một lát nữa em sẽ cho mọi người xem feedback của nhà em nhá. Đây, thông số của series của giày nhá. Mỗi một đôi, mỗi một hãng nó sẽ có số series riêng. Và đôi này độ mới khá cao, trên 90%. Hôm trước em bán cho khách là 3,2 triệu. Có một đôi cũ hơn một chút, em bán cho khách là 1,9 triệu. Còn đôi này hôm nay em bán cho mọi người với giá là 2,5 triệu thôi nhá. Đôi này mới trên 90%. Đấy, tôi lại bán cho mọi người với giá là 2,5 triệu. Bác nào nhanh tay thì bốc được đôi này mọi người nhá. Đôi này quá đẹp luôn, đảm bảo mọi người là xứng đáng với số tiền mọi người bỏ ra. Mã này có mã là G1 size 42, bán cho mọi người với giá là 2,5 triệu mọi người nhá. 2,5 triệu đôi này, mã G1 size 42 bán 2,5 triệu mới không. Ok, tiếp theo lên qua mã, qua mã cho mọi người. Đấy là một đôi đến từ thương hiệu Adidas sò nhá mọi người ơi. Đôi này rất là mới ạ. Đây, dòng Superstar. Dòng Superstar. Đấy, đẹp không? Đấy, đôi này phun da hết nhá, nguyên bản không sơn. Đôi này thì có size là 41.5, mã S0, size 41.5, hàng made in Việt Nam. Chiều dài size là 260. Đôi này bán cho mọi người với giá là 600 thôi nhá. Đôi này hãng, hàng hãng mới của nó ấy, bán là gần chục triệu một đôi này nhá mọi người nhá. Gần chục triệu một đôi. Tiếp theo lên cho mọi người một đôi Puma.
Tôi này dính ở trong kiện nam nhưng mà nó là giày nữ nhá mọi người nhá, không phải giày nam đâu. Đôi này siêu đẹp luôn. Anh nào có vợ đi size 38 thì em nghĩ là không nên bỏ qua đôi này đâu ạ. Đôi này mã S3, size 38. Đôi này bán cho mọi người giá là 450 thôi. Mọi người nhìn thấy đẹp không? Đỉnh của chóp luôn nhá. Size 38 ạ. Siêu nhẹ luôn. Mà cái màu nó xuất sắc. Tiếp theo, lên cho mọi người một đôi Alexander McQueen. Đôi này hôm trước và em lên phát thì là tự dưng có 4-5 khách hỏi đặt hàng. Nhưng mà đôi này thì size 36 nhá mọi người nhá. Đôi này thì bình thường em sẽ bán giá cao đấy, nhưng mà đôi này nó bị lỗi một cái, đấy là nó hơi bị bung cái phần da ở đây đằng sau ra, mọi người nhìn thấy không? Đấy, còn lại thì rất là mới. Đấy, tiếc thế. Tiếc ghê luôn mọi người ạ. Đôi này siêu đẹp luôn á. Thế nên là xe bán rẻ cho mọi người đôi này. Hôm trước em bán cho mọi người là 1.050.000. Đây là McQueen size 36, đằng sau chữ lấp lánh nhá. Anh nào có con gái hoặc có vợ đi size này thì mình có thể là chốt đơn. Đôi này bán cho mọi người với giá là 700 thôi. Nó bị bung một tí phần da ở đây. Đấy. Mọi người về có thể là cắt bỏ cái phần da này đi. Còn lại đi rất ok. Bên kia thì không bị nhá, bị mỗi ở bên này thôi mọi người ạ. Bán cho mọi người với giá là 700. Đôi này tiếp theo nhá, mua hơi bị lợi luôn. Hôm trước em vừa bán 1.1 triệu xong một đôi acid ạ. Acid dòng này là dòng chơi cầu lông nhá mọi người nhá. Đấy là chơi cầu lông, hơi bị mờ một tí ở cái phần này thôi ạ. Còn lại thì rất mới. Đôi này nguyên bản không sơn. Đôi này mã H48 size 38. Đôi này bán cho mọi người với giá là 400 thôi ạ. 400.000 mà bỏ ra được một đôi như này mà để chơi cầu lông thì quá là sướng luôn nhá mọi người ơi. Cái màu nó rất là đẹp ạ. Đôi này mới lắm ạ. Tiếp theo, em lên cho mọi người một chiếc mũ. Hàng mới vừa về. Hàng này thì sản xuất tại Bangladesh mọi người nhé. Made in Bangladesh. Chiếc mũ này những cái bác nào mà kiểu trung trung tuổi ấy, ăn mặc kiểu hơi chất chất bụi bụi một chút ấy. Đấy. Đội những cái mũ này siêu đẹp luôn mọi người nhá. Những cái bác mà ở trong miền Nam, miền Tây ấy, đeo rất nhiều. Ở trên này nó có hình in hình sợi đầu lâu nhá mọi người nhá. Mã này có mã là mũ M13, sản xuất tại Bangladesh nhá mọi người nhá. Mác đây ạ, 100% cốt tông. Hàng này hàng si mọi người nhá, sản xuất tại Made in Bangladesh. Đấy. Đôi này thì bán, chiếc mũ này thì bán cho mọi người với giá là 350 một chiếc ạ. 350 một chiếc mũ. Mũ này nó kiểu hơi như kiểu là cái nón ấy. Trên này thì hơi vuông vuông. Đấy, nó không như cái chiếc mũ này đâu. Nó tròn tròn mà mũ này nó lại hơi vuông vuông ở phần đỉnh đầu. Đấy, đội rất là hay ho nhá. Tiếp theo lên cho mọi người chiếc mũ thứ hai đến từ thương hiệu Nui Vuitton. Hôm qua có bác hỏi em Nui Vuitton mà hết. Sáng nay tự dưng lại kịp về. Đây, chiếc mũ này đến từ thương hiệu Nui Vuitton phun da. Mũ này siêu trẻ trung luôn. Bác nào mà thích trẻ ra vài tuổi thì nên đeo chiếc mũ này mọi người nhá. Đây. Nui Vuitton 95% cốt tông, sản xuất ở Pháp, made in France mọi người nhá. Mác miếc các thứ đầy đủ hết, đằng sau thì bằng vải lưới ạ. Và ở đây nó cũng in chữ Nui Vuitton đầy đủ hết. Mũ này thì có mã mũ 12 size mũ 12. Đấy, và bán cho mọi người với giá là 400 một chiếc mũ này. Chống thấm nước. Đôi này, chiếc mũ này thì màu nâu nhá. Tiếp theo là một chiếc mũ của thương hiệu Nui Vuitton có màu trắng ạ. Đằng sau thì cũng bằng vải lưới, nói chung là rất là thoáng, thoải mái. Không bao giờ bị lo ra mồ hôi đầu. Mũ 11 nhá, bán cho mọi người cũng 400. Nui Vuitton sản xuất ở Pháp ạ. Paris. Tem mác đầy đủ nhá mọi người nhá. Hàng này vẫn còn nguyên, độ mới khá cao. Tiếp theo, lên cho mọi người một chiếc mũ thứ tư. Có 4 chiếc các mọi người, 4 mẫu ạ. Đây là một chiếc mũ đến từ thương hiệu Puma nhá. Ở đây thì nó có màu kiểu màu nâu nâu. Nâu nó nâu như kiểu là cái màu nâu gỗ ấy mọi người ạ. Đấy, tầm tuổi nào cũng đeo cũng đội được. Mã mũ này là mũ 10 nhá, bán cho mọi người với giá là 350. Made in Japan, sản xuất tại Nhật Bản ạ. Đấy, sản xuất tại Nhật Bản, tem mác đầy đủ nhá.
Đây, bên trong lót nó sẽ như này mọi người nhá. 350 một chiếc mũ này. Tiếp theo, lên cho mọi người một chiếc ví cắp nách nhá, của thương hiệu Louis Vuitton. Hôm trước là em có về mấy mẫu, nhưng mà mấy cái mẫu đấy thì là hết rồi. Bây giờ về thêm được khoảng 2 chiếc túi màu nâu như này nhá mọi người nhá. Màu nâu như này. Khách nhà em đặt màu nâu này rất là nhiều, nhưng mà tuy nhiên là nó cháy hàng, không có mọi người ạ, không có. Và chiếc túi này thì nó là chiếc túi mà kiểu mình cắp nách ấy mọi người. Chiều ngang của nó thì là vừa đựng vừa một chiếc iPad. Để em đo luôn cho mọi người nhá. Đấy, xem là mọi người đựng được cái gì. Đây, chiều ngang thì khoảng 28 ạ. 28. Còn chiều cao thì khoảng 19 ạ. Chiều ngang 28, chiều cao 29. Nói chung là sẽ đựng vừa một chiếc iPad mọi người nhá. iPad ạ. Trong này ấy thì là tất cả xung quanh túi ấy, khóa này đều mạ vàng hết. Đều là vàng nguyên khối hết mọi người nhá. Có in logo của Louis Vuitton. Ở đây thì là có khóa, và mọi người có thể là cài mật khẩu, đi đâu thì có thể đóng vào. Đây, khóa đều có chữ Louis Vuitton, mạ vàng nguyên khối hết. Đây, bên trong thì có, bên ngoài sẽ có một cái ngăn như này. Bên trong thì có rất là nhiều ngăn nhỏ, cũng như là một ngăn lớn để mình có thể đựng điện thoại này. Đây, mọi người đi đâu rất tiện nhá. Đựng một chiếc iPad này, đựng một chiếc điện thoại này. Đấy, thậm chí là mọi người có thể là đựng một quyển sách, một quyển sổ cầm tay. Đấy, để mọi người có thể là ghi chép nhá mọi người nhá. Đó, em xin phép bỏ ra cho mọi người. Em đã test rồi. Và mẫu này là cái mẫu nhà em đang bán rất là chạy. Mình sẽ có thêm một cái chiếc khóa ở bên ngoài như này. Đây, mình cho vào đây. Xong đi đâu thì mình cầm như này. Rất là lịch sự, mình có thể kẹp nách nhá. Túi này là của thương hiệu Louis Vuitton, bán cho mọi người với giá là 450. Hôm trước em bán 550. Em còn có 2 chiếc thôi. Thế nên là bán nốt cho mọi người để nghỉ Tết. Dọn sạch nhà luôn nhá mọi người nhá. Em bán cho mọi người với giá là 450 một chiếc túi Louis Vuitton. Đây mọi người nhá. Tiếp theo em lên cho mọi người một chiếc kính đi. Kính này thì là có mã là K6 ạ. K6. Kính này thì là hàng si mọi người nhá. Không có hộp. Em phải đặt thêm hộp cho mọi người. Kính này thì của thương hiệu AO nhá, American Official USA Style. Hiệu này là của Mỹ mọi người nhá. AO, kính mắt thì là màu kiểu hơi xanh xanh trà ấy mọi người. Đấy, hơi xanh xanh trà, gọng vàng. Xung quanh đều gọng vàng 14K hết nhá, thông số kính nằm ở bên này. Và bác nào đeo cũng được, mắt này thì quá, nói chung là mắt này khá nhỏ. Thành ra là kể cả những cái bác là mặt to mặt nhỏ đều là đeo được nhá. Để em đo chiều dài ngang kính xem là bao nhiêu. Chiều ngang kính tầm khoảng là 13 cm mọi người nhá. Chiều ngang từ mắt kính bên này sang bên kia là 13 cm. Kính này thì có mã là K56, bán cho mọi người với giá là 400. Tiếp theo một chiếc kính thứ hai có mã là K55, đến từ thương hiệu Ray-Ban. Trời ơi, chiếc kính này đẹp thế. Màu vàng trà, trời ơi, đẹp không? Đây, xung quanh gọng kính này. Made in Italy nhá, Ray-Ban Made in Italy, gọng kính màu vàng. Màu vàng trà, xung quanh đều gọng kính đều bằng vàng hết mọi người nhá, vàng 12K. Vàng này 12K, thông số kính nằm ở bên này. Kính này thì có mã là K55, bán cho mọi người với giá là 400. 400 một chiếc kính K55. Tiếp theo, lên cho mọi người một chiếc kính có mã là K54. Kính này thì của thương hiệu Prada nhá. Kính này thì là trai gái đều đeo được mọi người nhá. Của hiệu là Prada. Đấy. Kính mắt màu đen. Kính này thì mọi người con trai đeo cũng đẹp mọi người ạ. Made in Italy này. Thông số kính nằm ở bên này nha. Kính này đeo trẻ cực kỳ luôn. Anh nào trẻ trung một chút đeo kính này đẹp lắm ạ. Mã K54, bán cho mọi người chiếc kính này với giá là 400 mọi người nhá. Ngoài chiếc kính này ra thì bên em có thêm hai chiếc kính đạp xe. Đạp xe mà có hai màu thôi, em còn mỗi hai màu này. Kính này thì là kính của Hàn mọi người nhá. Kính này kính đạp xe, kính chống bụi và kính chống nắng. Made in USA, sản xuất ở Mỹ nha mọi người nhá. Kính của Hàn, sản xuất ở Mỹ. Hàng này hàng mới, giá bán trên thị trường đang bán tầm khoảng 2 triệu rưỡi 3 triệu một chiếc kính này. Và kính này thì là kính gập, mọi người ra đường thì có thể là
Đấy, khi mà mọi người mua hàng thì sẽ có thêm một chiếc hộp đựng kính như này, nhỏ nhắn xinh xắn, mọi người xách đi đâu cũng được, treo ở xe cũng được, đút túi áo cũng được, rất là nhỏ nhắn nhá. Anh nào chuyên đạp xe thì không thể bỏ lỡ chiếc kính này đâu, bởi kính này nghe em bán chạy lắm. Đợt này về thêm có hai chiếc thôi. Mã K54. K54 nhá. Nhầm. 55, 56, 54. K57 nhá mọi người ơi. K57 ạ. K57 và K58. Không lại bị trùng nhau rồi chết. K57 300k. Đấy là một chiếc kính màu vàng nhá. Còn đây là chiếc kính màu xanh, cũng là kính đạp xe. Kính này thì nhỏ gọn, thích cực luôn. Khách nhà em toàn mua 6-7 cái cùng một lúc thôi. Toàn kiểu cho mua tặng mấy cái anh chơi cùng hay chuyên đạp xe cùng đội với cả nhau ấy. Đấy mọi người nhá. Kính này cũng made in USA. Màu gọng nó giống ít gì ấy, kính kia à. Nhưng mà kính này thì nó gọng, nó là màu xanh. Còn cái kia là cũng màu vàng mọi người nhá. Đấy, và cũng sẽ có một chiếc hộp đựng kính như này. Kính này có mã là K58 ạ. Bán cho mọi người với giá là 300. Hôm trước em bán 400 đấy mọi người ạ. Hôm nay bán cho mọi người với giá là 300 thôi. Còn có mỗi hai chiếc. Hết rồi mọi người nhá. Bây giờ sẽ lại lên giày tiếp. Đấy, hôm nay sẽ lại lên giày tiếp. Bởi vì là hết kính rồi. Đây, em lên cho mọi người một đôi của thương hiệu Adidas đế lửng nhá. Dòng này là dòng chơi thể thao, đánh cầu lông mọi người nhá. Đánh cầu lông. Mã là S2 size 40.5. Đế này chống trơn trượt, chống ma sát. Bán cho mọi người đôi này với giá là 450 thôi ạ. 450 thì đôi Adidas chống trơn trượt quá sướng luôn. Tiếp ạ. Một đôi đến từ thương hiệu Slazer, hàng này của Thái Lan, siêu nhẹ, siêu êm, dòng chạy bộ. Mọi người nhá, chạy bộ siêu nhẹ, siêu êm. Mã L24 size 41, đôi này bán cho mọi người với giá là 400 thôi. Ồ, đôi này nó bị chốc một ít sơn ở cái phần mũi giày, mọi người nhìn thấy không? Em bán luôn cho mọi người về cái giá xả nhá, bác nào lấy thì lấy. Xả 250 đôi này, ngang giá xả. Bút đâu nhỉ? 250 luôn. Mọi người nhá, nó bị sờn chóc một ít. Nó bị sờn chứ không phải là chóc. Đây, nó bị sờn sờn như này thôi. Đấy. Nếu mà mọi người mua để mà đi chạy bộ ấy thì mọi người nên mua, bởi vì cái này rất mới. Nó bị mốt một tí đấy thôi ạ. Tiếc vô cùng. Bán luôn cho mọi người với giá xả nhá. Tiếp theo, một đôi Adidas sò. Đôi này phun da màu trắng ạ. Đôi này thì không sơn sửa gì nhá. Nguyên bản mã là H17 size 42, chiều dài size là 270. Bán cho mọi người đôi này với giá 700. Hàng hãng đôi này bán gần 10 triệu nhá. 9 triệu 6 gì đấy một đôi này. Tiếp theo một đôi Nike. Nike ạ. Đôi này thì mã là M24 size 43, dòng chạy bộ siêu nhẹ rất mới, bán cho mọi người với giá là 500 thôi ạ. Đôi này nhẹ lắm. Nếu mà mọi người thích đế bệt đế bằng mà thích giày trắng giày sáng mà mặc với cả quần bò thì mọi người không nên bỏ lỡ đôi này. Đôi này nguyên bản không sơn, mới cứng. Mới trên 90% nhá. Mã H35. Đế rất mới luôn, size 44. Bán cho mọi người với giá này là 600. Đôi này. Tiếp theo. Đôi này cũng đế bệt. Đôi này mã L4 size 39, chiều dài size là 250. Đế rất mới luôn. Đôi này bán cho mọi người 450 nhá. Tiếp theo. Nike siêu nhẹ chạy bộ nhá. Em phải quay tranh thủ nhá mọi người ơi, mọi người xem video nhà em ấy. Mà chốt đơn ấy thì mọi người cứ chụp ảnh lại xong gửi cho em qua Zalo nhá. Bởi vì là sáng hôm nay thì em cho bé nhà em đi tiêm ấy.
thành ra là sẽ không check được tin nhắn của mọi người, cũng không có thể là sẽ không nghe được điện thoại chẳng hạn ấy. Em chỉ bận đến tầm khoảng hết buổi sáng thôi. Thế nên là mọi người chốt đơn nào ấy thì là mọi người chụp ảnh lại xong gửi cho em. Thì em nhìn cái ảnh đấy thì em chốt luôn. Chứ em không ở nhà xong mọi người cứ đọc mã là chịu chết em đấy mọi người ạ. Tiếp theo nhá, mã H30 size 42.5. Chiều dài size là 28.5, siêu nhẹ, bán cho mọi người với giá là 600. Nice, siêu nhẹ, dòng chạy bộ nhá. Đấy, thế nên là mọi người chụp ảnh lại cái mẫu mà mọi người chốt ấy, xong mọi người gửi cho em qua Zalo, xong mà anh nào mà chuyển khoản trước, chuyển khoản cọc thì em chốt cho người đấy trước. Mọi người ok không? Đấy, qua mã nhá. Chứ còn nếu mà đợi đợi em trả lời tin nhắn thì chắc là lâu, tại vì sáng mai em sẽ cho bé nhà em đi tiêm. Mọi người thông cảm giúp em. Mã này mã C19 size 44, chiều dài size là 28.5 ạ. Đôi này bán cho mọi người với giá là 550 nha. 550. 550. Đấy put ạ, dòng này chuyên chạy bộ. Siêu em, đi thích cực kỳ luôn ạ. Và đôi này cũng là mã cuối cùng trong chương trình live hôm nay mọi người nhá. Mọi người xem video nhà em ưng mã nào thì chốt đơn. Inbox cho em qua số Zalo trên màn hình nhá mọi người nhá. 0987785608 ạ. Và mọi người mua hàng sẽ chuyển khoản là 100.000 để bên em đi đơn nhá. Nhận hàng thanh toán nốt, tại Tết tiếp các thứ bây giờ là bom hàng rất là nhiều mọi người ạ. Em rất là vui vẻ và hỗ trợ mọi người trong cái vấn đề mà mọi người đi không vừa thì mọi người giải lại, đổi đôi khác, em đồng ý. Nhưng mà mọi người phải cọc thì bên em mới đi đơn nhá. Tết nhất rồi, bây giờ bom hàng nhiều ấy. Mọi người cọc ít cọc nhiều, cọc 50.000 được. Nhưng mà phải cọc thì em mới đi đơn nhá mọi người nhá. Em xin phép là dừng video ở đây thôi. Chào cả nhà mình ạ. Em chúc mọi người ngày mới tốt lành nhá. Bye bye mọi người.